Vâng, xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên cho các một con bình thủy nhá. Con này gọi là bình đun nước nóng rất là tốt, bình của Rodayushi. Dòng này con này là của nó là... nước sôi có nhạc báo. Đó, nhạc nước nó sôi lên 100 độ nó sẽ có báo có nhá. Nước sôi lên 100 độ nó sẽ báo là có cả tín hiệu nhạc luôn. Rất là xịn. Con này là dòng 4 lít các bác nhá. Đây. Đấy, 4 lít. Mã của nó là CVGA40. Đấy. Hình thức thì nói chung con này còn đẹp lắm các bác ạ. Các cái lắp này các bác có thể tháo rời được nhé. Các bác nhấn vào đây nhá. Nhấn vào đây là các bác nhấc hoàn toàn cái lắp này ra để mình vệ sinh. Đấy. Còn mở bình thủy này thì đây, các bác sẽ mở ở đây. Các bác sẽ nhấn vào đây. Nhấn vào đây nhá, nhấn đây. Kéo lên này. Đấy. Đây, bình thủy trước là giòn trước còn rất đẹp các bác nhá. Con này là giòn trước còn rất đẹp. Đây, bên trong cái phần bên trong của nó này. Đấy. Giọt giếc là còn rất là đẹp luôn. Dòng 4 lít. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ bơm thử một chút nước ra các bác xem. Đây. Các bác sẽ nhấn vào đây nhá. Đây, mở khóa này. Đầu tiên là các bác sẽ phải mở cái phần khóa nhá. Đây để em đổi tay mở nó dễ. Đây các bác nhá, các bác sẽ nhấn vào đây nhá. Nhấn vào đây mở khóa này. Đấy, lúc nào nó lên đèn đỏ này. Ok chưa? Nhấn vào đây này. Đó, thế là em nó chảy ra thôi. Đấy. Thế là các bác có một chút nước để pha mì tôm, ủ chè. Đấy, bác nào hay uống nước trà, nước chè thì mình có thể dùng con này rất là tiện. Đấy, mùa đông này thì gần như là các bác sẽ đúng không? Có nước ấm để uống, nước nóng để uống. Bình này thì lúc nào nó sẽ đun về 100 nhá. Đun về 100. Đấy, sau đó nó sẽ nhảy về chế độ ủ. Các bác sẽ ủ ở nhiệt độ ví dụ như là 89 này, 90 này hay là 80 này, đấy là tùy theo cái độ ủ của mình được chưa ạ? Các bác cứ để vào đây thì lúc đầu nó chùn lúc đầu nhá. Cái bình này nó sẽ đun lên 100 độ C. Đấy, nó sẽ đun sôi nước để làm chín nước đã. Sau khi nước đã chín rồi thì nó sẽ trở về chế độ mà các bác yêu cầu. Ví dụ như là ở đây là nó sẽ có là mức 70 này. Đấy. Hoặc là 98 này, 90 này, 80 này, đấy. Thông thường thì em thấy là đại đa số sẽ để ở mức 90. Đấy là mức này là sẽ pha trà, ủ trà hay là pha mì tôm với tất cả các loại. Đấy. Còn bác nào mà thích kiểu nước nó 100% thì cho lên. Đấy là cho lên 98% thì cho lên nhá. Đấy. Rồi, thì đấy là cái đây là sẽ chọn các chế độ này. Ủ nước này, đây là bơm này, mở khóa xong bơm này. Đấy. Ngoài ra thì nó có cái chế độ ở đây này. Đấy, đun lại này. Đấy, nó sẽ đun lại nước này. Ok chưa? Đấy, dễ thôi, rất đơn giản, chẳng có gì cả. Đúng không ạ? Rất dễ dùng. Nhấn đây là mở khóa này, mở khóa trước này. Bơm nước này. Đấy. Mình thích dùng bao nhiêu mình bơm bấy nhiêu. Và ở đây nó sẽ có cái cột để mình biết được cái mức nước này. Đấy. Rất là xịn. Đây là dòng 4 lít các bác nhá, dòng 4 lít. Đấy. Đó. Đun nước sôi lại quá nhạc. Đấy, rất là hay, báo để biết được rằng là à đấy nước đã đạt 100 độ. Rất là xịn. Đấy, bình này màu này thì rất là đẹp các bác nhá. Màu này các bác để kê ở nhà nhá, rất là đẹp. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, mùa này thì em thấy là ai cũng sáng dậy là uống một cốc nước ấm hoặc là mình pha trà hay là pha mì tôm mấy thứ buổi sáng nó tiện. Đấy. Rồi, thì bác nào chốt con này thì alo cho em nhé. Vâng, bình thủy của Rodayushi, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Nhật. Đấy. Vâng, xin chào và em kết thúc video tại đây nhá.